Dạ. Hello quý vị và các bạn thân mến, thì hôm nay là ngày thứ ba Tony ở cái khách sạn Caravelle ở Sài Gòn. Và tối hôm qua đó thì cái đường qua Nguyễn Huệ mới vừa mở thành ra rất là đông, cho nên Tony không có chen lấn vô được tại vì đông người quá. Hôm nay sáng ngày thứ sáu, tức là ngày 29 Tết, bây giờ Tony sẽ dẫn quý vị, cô chú bác anh chị em bạn bè đi dạo một vòng đường qua Nguyễn Huệ. Và đây cũng là lần đầu tiên trong cuộc đời của Tony Lê đi vào cái đường qua này luôn đó. Nghe thì rất là nhiều nhưng mà chưa bao giờ đi vào cái nơi này. Đây quý vị thấy không, 29 Tết sáng ngày thứ sáu ở nước Việt Nam, bà con cô chú bác chắc là tối đi nhiều quá cho nên bây giờ đang ngủ. Bây giờ tới phiên Tony Lê đi. Đây, sau khi Tony đi vườn hoa Nguyễn Huệ xong thì Tony sẽ trả phòng để mà đi ra Vũng Tàu. Bà con cô chú bác nhớ đón xem những cái video kế tiếp ở ngoài cái resort ở ngoài Vũng Tàu nha. Và đây cũng là lần đầu tiên trong đời của Tony Lê đi Vũng Tàu luôn á, chưa bao giờ đi ra Vũng Tàu luôn. Nhưng mà cái đó là cái next video. Bây giờ thì mình sẽ đi đường hoa Nguyễn Huệ trước. 1, 2, 3, let's go. Giờ mình đang đi bộ ra khỏi khách sạn để đi qua bên chỗ đường qua Nguyễn Huệ. Đây này quý vị, đây là sòng bài. Khách sạn này nó có sòng bài chảnh đó. Thank you. Khoan nha, đừng có chạy luôn su bu nha, xe không có nha. Nè má, nắm tay để đi nè, nắm tay để đi nè. Em nắm tay. No. Nè nè, giống anh nè, xe giống anh nè. Đó. Quay quay, one more. 1, 2, 3 nha. 1, 2, 3, let's go. Let's go. Tới nhà mình mới biết, nhưng mà lúc tới nhà mình đâu. Trời ơi, xe đẹp quá mát ơi. Xe pho nè, nó đổ nè, xe pho đổ nè, sao nè. Tới tới. Đó. Muốn nói là mẹ muốn ra đâu, có đi đâu, sao mà thấy nhà mình được. Mát ơi, this way, không khí sáng 29 Tết tại Sài Gòn, quận 1, trung tâm của Sài Gòn. Bà con xôn xao xôn xáo chuẩn bị đón Tết thì quý vị biết rồi, Tết là ngày lễ lớn nhất của nước Việt Nam. Quá đẹp. Giờ mình đang tiến vào đó, cái đường qua Nguyễn Huệ là nó nằm ở trong đó đó quý vị. Giờ mình sẽ đi qua bên đó, mình bắt đầu mình quẹo trái xuống cái là tới đường qua Nguyễn Huệ. Thì cái lễ hội sách gì đó là nó nằm cùng với đường qua Nguyễn Huệ luôn. Ngày hôm qua tôi này leo lên chiếc xe bus không có cái mùi đó. Đừng có xa quá mát. Đừng có đi xa quá.
Xong chưa? Tới đâu rồi? Sao làm gì lâu vậy? Trời đất ơi. Vậy không á. Ok ok. Ta đang làm cái sân khấu để chuẩn bị đón giao thừa ngay tại nhà hát Sài Gòn nè quý vị. Quá trời khách nước ngoài luôn. Hello, chào. Trời ơi, mở nhạc quá chắc dính bản quyền quá. Nó mở nhạc quá chắc dính bản quyền quá. Điều này không ổn rồi nha. Đường qua mà nó mở nhạc quá trời rồi. Má đây. Mở nhạc quá dính bản quyền quá. Trừng té kìa. Mở nhạc quá chắc dính bản quyền quá. Nắm tay Andrew nha. Đấy, ok. Có chân lạc á. Ngày hôm qua tụi anh chụp hình ở đây giờ này nè, thành ra nó mát lắm. Dính bản quyền rồi, bây giờ tôi này phải la làng lên đặng cho đừng có nghe tiếng nhạc quý vị ơi. An, đây An. Quá trời nhạc rồi, dính bản quyền rồi quý vị ơi. Đây, đây là cái đường qua Nguyễn Huệ đây. Nó ở trong này đúng không? Đây là cái đường qua Nguyễn Huệ nè. Đó. Đi all the way down đấy. Yeah. Đi má. Dạ không. Dạ không. Kiến rồi đeo vô đi riêu. Thì muốn chụp thì cứ thứ chụp chỗ nào, thích chụp chỗ nào thì đứng lại chụp thôi. Kìa. Đeo kiến vô kìa. Tiện đưa kiến em kìa. Chân lạc nè. Nắm tay em riêu á, chân lạc á, buông ra cái là lạc á. Má mày cầm cái này chi vậy, mày cầm đụng người ta, mày cầm thẳng lên như nè. Này coi như ốc. Ở này là chen lấn nhau luôn chứ giờ không biết coi gì đây nữa. Ê, cái này hình như mình đang đi chen lấn chứ đâu có thấy cái gì đâu coi. Hả? Không, cái này buổi trưa rồi chứ sáng sớm hồi nào. À. Trời ơi, có thấy gì đâu trời. Đông quá có thấy gì đâu. Nắng quá rồi. Thấy người thôi chứ không thấy bông hoa gì chứ. Gọi là đường hoa nhưng mà không có thấy bông hoa. Ủa em chen ở đây chi vậy, chỗ ta đang đứng chụp hình mà. Đi. À, tôi này cho quý vị xem cái cảnh chen lớn ở nước chị này. Má mi đi lúc kia kìa. Rồi, ở đây đi, sau lưng đi, chụp đi. Qua đi. Rửa tâm cho bác tâm.
cái điệu này này nè em, cái điệu này em không có chụp hình được đâu, tại vì người ta chen lấn quá. Bây giờ tự nhiên cầm cái dù làm gì rồi bây giờ. Rồi nè, muốn chụp hình thì canh me chỗ vắng vắng như này nhảy vô chụp thôi, chứ đông lắm không có chụp nổi đâu. Người ta đi qua đi lại sao chụp nổi. Đây nào quý vị ơi, cái đường qua Nguyễn Huệ thì nó có qua thôi, chứ ngoài ra với người thôi, chứ ngoài ra không thấy cái gì hết nè. Đó, bởi vì tự nhiên đi xuống đây nè, nó muốn chụp thì chui vô mấy chỗ vắng vắng như này ngồi chụp. Lần đầu tiên trong cuộc đời đi đường qua Nguyễn Huệ để mà cảm giác được cái cảnh chen lấn. Đây. Má mi đâu rồi? Đi. Đây qua này đi. Đông quá. Muốn chụp hình á thì phải canh me cái chỗ nào vắng vắng như này nhảy vô chụp, chứ đông lắm mấy chỗ kia chụp không nổi đâu. Áo. Đó, nhảy vô chụp liền, đứng là 1 2 3 chụp liền. Coi ha, đứng lại đây nè. Rồi à, ok rồi, chụp 1 2 3 liền, bấm liền. Đây là đường qua Nguyễn Huệ nha quý vị nha. Thì sofa là tôi này chỉ thấy người và qua thôi, nãy giờ chưa chụp được bôi hình nào hết, chen lấn quá không có chụp hình nổi. May mắn lắm thì bấm nút quay phim được thôi, chứ ngoài ra không có chụp hình được. À đúng rồi, đúng rồi, đi ra. Quay hiếu, quay hiếu, hurry hurry. 1 2 3 nè, 1 2 3 nè, trời, thấy cái chữ đường qua Nguyễn Huệ kìa. Bạn ơi, Riêu ơi. Đâu rồi? Đi vô, đi vô. Cả nhà đứng vô đây. Bông hoa đua nở. Bông hoa đua nở. Đó, ngồi đại cho đó đó. Ngồi xuống. Dạ. Yeah.
Rồi cho nó chụp con gà. Tony cũng ham vui chen lấn vô đây để quay phim cho quý vị xem chơi cho vui. Đây nè, đây nè. Mèo mèo nè. Mèo mèo nè, mèo. Mèo đực, mèo đực, mèo cái nè. Đó nè, ngồi rờ rờ vô bông với làm kiểu làm cọ rồi vậy đó chứ. Mát đâu rồi? À, má mới tự sướng kìa. À. Hồi nãy em không chịu đem nón theo, nám da mặt luôn. Má ơi, come here. Ờ đưa anh hai chụp đi. À thì muốn đứng muốn ngồi gì đó cũng được, thôi nằm luôn cũng được, right here. Nằm thẳng vô bông luôn. Hả? Ready? 1 2 từ từ gì nữa. 1 2 3 chụp bấm. Đó. À. Bấm túi bụi vô. À. Hiểu ơi, đó coi. Má ơi. Dạ. Royal Hotel Sài Gòn. Rồi nắng quá, đi vô đi đứng má ơi, chịu hết nổi rồi. Chụp lại nữa hả? Trời đất ơi. Ok, real, this way, real. Mát ơi. Quý vị lọt vô cái chỗ này á, quý vị không muốn ăn Tết, quý vị cũng phải ăn Tết. Tại vì cái không khí Tết. À. Dính nhạc rồi, dính nhạc rồi. Rồi. Đi. Má ơi, this way. À. Qua lan nè. Qua lan, qua cúc, qua mai nở rồi nè. Mà chưa có tiền lì xì. Đâu rồi, đứng đây đợi má mi rồi coi đâu rồi. Ủa bây giờ má đây. Bây giờ má đây.
Đó, chụp nhanh lên, chụp nhanh lên. Mát chuẩn bị. Đứng. Vậy hả? À, anh chị ở Canada về. Tony Lê về Sài Gòn gặp khán giả từ Canada. À, anh chị tên gì? Khanh. Ok. Rồi về được bao lâu rồi? Về 2 tuần rồi, chừng nào anh chị mới đi? Tháng nữa. À, vậy à, ok. Em về tới mùng 7 là anh đi rồi. Dạ, em mới về được ngày hôm nay là ngày thứ tư. 4 ngày nay em chưa có xuất hiện trong channel tại vì em bận á. Dạ, dạ. Ồ, vui quá. Ngày hôm qua em đi mall em cũng gặp khán giả của em ở đây, khán giả local. Rồi, chúc tôi đi gia đình ăn tới vui vẻ. Dạ. Vui vẻ, năm mới, được nhiều thắng lợi. Nhiều thắng lợi. Dạ, ok. Em cũng chúc anh chị dạ sức khỏe, mạnh khỏe, vui vẻ. Dạ. Dạ. Khán giả của anh đến từ Canada. Canada đó, coi mỗi ngày luôn. Đến